Xin mời quý vị cùng đến với tiết mục bài ca Cao Lộc quê em, biểu diễn câu lạc bộ đàn và hát dân ca thị trấn Cao Lộc. Cái gì nhỉ? Ca Cao Lộc quê em à? Bài ca Cao Lộc quê em. Ca Cao Lộc quê em. Còn đàn nào không biết. Cái của anh không cho xoay đâu chú ơi. Xoay là nó không cho xoay. Nó xem là nó bảo anh xoay máy ra mà như thế này nó không xoay được. Ngày trước mình dùng cái máy kia thì nó xoay được, nhưng cái này nó không xoay. Thank you.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Then Cổ Hải Hoa, biểu diễn nghệ nhân Nguyễn Văn Trự, nghệ nhân Nguyễn Văn Bành và top then xã Phương Độ đến từ thành phố Hà Giang. Không biết cái hay sự con này sao nhỉ, sao con này nhỉ? Thank you.
vừa muốn tiến lệ đánh lệ ta tao hư lầm nhân ta đã tao mắng hồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.